mẫu SUV Ford Everest 2023 ra mắt thêm biến thể sport giờ VKFD mới, giá từ 40.737 USD. Dòng xe Ford Everest tiếp tục được mở rộng tại thị trường Australia, với sự ra mắt của biến thể Everest sport giờ VKFD mới, đi kèm giá bán khởi điểm từ 62.790 đô la Úc, 40.737 USD. Cung cấp sức mạnh cho Everest Sport giờ VKFD 2023 vẫn là động cơ 2.0 lít diesel biturbo 4 xi lanh tương tự như các biến thể khác, sản sinh công suất tối đa 206 mã lực tại 3.750 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại lên tới 500 Nm tại dải vòng tua từ 1.750 đến 2.000 vòng trên phút. Thêm một loạt các tính năng được trang bị tiêu chuẩn trên Everest Sportster VKD, bao gồm các chi tiết ngoại thất màu đen cùng với mâm xe hợp kim 20 in, huy hiệu Everest trên nắp capo và huy hiệu Sport ở phía sau, cốp sau chỉnh điện rảnh tay ghế trước bọc da có in huy hiệu sport với hệ thống sưởi trên làm mát, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí, ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng và màu sơn độc quyền mang tên Blue Lining. Ngoài việc tung ra Everest Sport giờ VKD, Ford Australia đã cập nhật thêm phần còn lại của dòng Everest Sport. Cụ thể, Ford Everest Platinum hiện được trang bị tiêu chuẩn tấm bảo vệ gầm bằng thép và mui xe màu đen. Khách hàng khi mua Ford Everest Platinum cũng có thể lựa chọn gói off-road miễn phí. Đổi mâm xe 21 in lấy mâm 18 in với lốp địa hình. Ford Australia cũng tiết lộ rằng các mẫu Ford Everest Gen 4WD và Ford Everest Sport 4WD được sản xuất. Từ tháng 3 năm 2023 trở đi sẽ có sẵn gói thua dinh bao gồm các trang bị nổi bật như đường dây máy màu đen, camera 360 độ, móc kéo phía sau. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.